Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà đã đến thăm chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước nhân kỷ niệm 68 năm nghề thầy thuốc Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước đã được đầu tư trang thiết bị hiện đại, môi trường, điều kiện vật chất tốt nên đã đáp ứng được công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chất lượng, người dân không phải đi xa, hiệu quả điều trị tốt. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà chúc sức khỏe tập thể lãnh đạo nhân viên y tế bệnh viện, biểu dương những nỗ lực thành quả bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà cũng đã lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, những khó khăn hiện tại của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn đội ngũ bác sĩ cán bộ y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm thực hành y đức của người thầy thuốc lấy niềm tin yêu kỳ vọng của nhân dân là nguồn động lực để vượt qua khó khăn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân